Nam ơi, kéo nó vào đây đi. Quay chưa? Rồi. Quay anh. Thôi ông kệ. Tôi không phải ông kệ nhá. Đây là quay à? Sợ đau hổ không? Nào. Ôi, sao mọi người đều để tóc ngắn thế nhở? Cắt đi. Tớ không ngắn này. Thôi đừng cắt. Sao không? Tớ không cắt đừng đâu. Cắt. Tớ không dài đâu. Tớ không nuôi dài được, tớ mới cắt ngắn. Chứ không phải chờ. Nhìn khá như dai hàn. Ê, tớ muộn con này. Tớ muộn con này. Máy ảnh kia, xong chung máy ảnh kia. Con đấy con của Nam nhớ. Này, có còn giữ cái thân đèn của thằng Nam không?